Bảo Trâm xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, xe hỗ trợ hỏa lực hay còn được gọi bằng cái tên là xe tăng bánh lốp là một trong những phương tiện chiến đấu cực kỳ hiệu quả trong tác chiến đô thị. Và quý vị biết nước nào đang sở hữu dòng xe tăng bánh lốp tốt nhất thế giới không ạ? Chắc chắn là quý vị sẽ phải bất ngờ vì nó không đến từ Nga hay là Mỹ mà đến từ Italia. Ngay bây giờ, quý vị hãy cùng với Bảo Trâm khám phá Centauro, dòng xe tăng bánh lốp hàng đầu thế giới hiện nay của Italia. Phiên bản B1 Centauro. Xe thiết giáp B1 Centauro bánh lốp được phát triển để đáp ứng nhu cầu của quân đội Ý trong những năm cuối của cuộc chiến tranh lạnh vào năm 1986 và được đưa vào trang bị từ năm 1991. Có đường bờ biển dài khiến dễ bị tấn công đổ bộ. Italia chủ trương phát triển và sử dụng xe tăng bánh lốp. Điều đó đồng nghĩa là đối thủ chính của Centauro không phải là các xe tăng chiến đấu chủ lực của các đơn vị mặt đất mà là các xe lội nước của lính thủy đánh bộ của đối phương. Mục đích chính của nó là cung cấp khả năng cơ động cao hơn cho các lực lượng vũ trang Ý được giao nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Để săn lùng các xe tăng thuộc khối hiệp ước Warsaw có khả năng xuyên thủng tuyến phòng thủ của NATO, thọc sâu hậu cứ của đối phương trong một cuộc xung đột giả định, và để chống các đơn vị nhảy dù cũng như đổ bộ từ ngoài khơi bờ biển Adriatic. Đối với những yêu cầu này, quân đội Ý cần có những đặc điểm khác biệt so với những loại xe tăng mà Ý sử dụng trong thời kỳ đó, chẳng hạn như M47, M-60A3 Patton và Leopard 1A2. B1 Centauro có chiều dài 7,85m, chiều rộng 2,94m, trọng lượng chiến đấu 30 tấn, kíp lái 3 đến 4 thành viên, dùng động cơ Diazen Iveco FPT Vector 6V, công suất 480 mã lực. Tính cơ động, trang bị vũ khí hạng nặng và trọng lượng thấp là những điểm mạnh của loại xe mới này. Hiện tại, Centauro 1 vẫn được sử dụng trong các trung đoàn kỵ binh Italia, mặc dù với số lượng giảm, và cả trong các lực lượng vũ trang Tây Ban Nha, Oman và Jordan. Sau khi Liên Xô sụp đổ và chiến tranh lạnh kết thúc, Centauro 1 không còn phục vụ mục đích mà ban đầu nó đã được thiết kế. Chúng được trưng dụng cho các hoạt động gìn giữ hòa bình và hoạt động nhân tạo với NATO và Liên minh châu Âu, được thử sức với mùa đông khắc nghiệt của Ban Can và khí hậu nóng nực của Slovenia và Vương quốc Hồi giáo Oman. Xe tăng bánh lốp B2 Centauro. Tháng 12 năm 2011, Consortium Iveco Auto Melara, viết tắt là CIO, đã ký hợp đồng với quân đội Ý bắt đầu phát triển một phương tiện thay thế Centauro 1, cũng có bánh nhưng với cấu trúc được sửa đổi hoàn toàn, chống các thiết bị nổ tự chế hoặc bảo vệ bom mìn để nâng cấp về chất của đội thiết giáp nước này. Dựa trên xe tăng chiến đấu chủ lực C1 Arite truyền thống và xe tăng bánh lốp Centauro 1, xe được yêu cầu gắn pháo 120 ly nhằm tối ưu hóa công tác hậu cần cung ứng đạn dược. Và vào năm 2015, Centauro 2 đã ra đời. Theo như chúng tôi tìm hiểu, thì dự án Centauro 2 cho đến nay đã tiêu tốn của quân đội Ý 592 triệu đô la do có các hệ thống tiên tiến và công nghệ ứng dụng, chẳng hạn như các vật liệu hoàn toàn mới trong hệ thống điện tử và vỏ giáp. B2 Centauro được thiết kế cho học thuyết hiện đại về chiến tranh trong điều kiện mới, để phục vụ các chiến dịch khác ngoài chiến tranh và cho tác chiến đô thị, nơi nền tảng xe bánh lốp có nhiều chức năng hơn các nền tảng khác về tính cơ động và hỏa lực, có thể hoạt động trong mọi tình huống, bao gồm các nhiệm vụ truyền thống bảo vệ an ninh quốc gia, các hoạt động can thiệp nhân đạo để giúp đỡ các nhóm dân cư sau thiên tai, các hoạt động hỗ trợ bộ binh và các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Centauro 2 được thiết kế để thay thế cho B1 cải tiến, nhưng thừa hưởng từ kinh nghiệm thu được với xe bọc thép hạng trung Fresia VBM, một biến thể xe chiến đấu bộ binh bánh lốp của Ý. Với trọng lượng 30 tấn khi sẵn sàng chiến đấu, Centauro không nặng hơn nhiều so với B1 Centauro cải tiến 27 tấn, B1 nguyên bản nặng 24 tấn. Centauro 2 được tạo ra trên khung gầm 8x8, giáp thân xe hình chữ V, trang bị động cơ Diazen 750 mã lực, dự trữ hành trình 800 km, đạt tốc độ tối đa 110 km/h. Kíp xe gồm 4 thành viên. Trong tương lai, nhờ tự động hóa, kíp xe sẽ còn 3 thành viên. Centauro 2 sử dụng vỏ giáp tiêu chuẩn Standard 4569-1V14, có khả năng bảo vệ khỏi hỏa lực súng 14,5 ly và các vụ nổ tầm gần của đạn pháo, cũng như sức phá hoại quả mìn nặng 10 kg. Vũ khí chính là pháo 120 ly với chiều dài bằng 45 lần cỡ nòng, được trang bị thiết bị nạp đạn tự động. Pháo có thể sử dụng các loại đạn tiêu chuẩn NATO thế hệ mới nhất cũng như các loại đạn mà một số quốc gia NATO đang nghiên cứu, Pháo được trang bị hệ thống giảm giật và bộ nạp đạn tự động, thiết bị ngắm quang học ảnh nhiệt, cũng như các yếu tố của hệ thống chỉ huy và điều khiển tự động với hệ thống ngắm hiện đại. Hỏa lực tăng lên đáng kể so với pháo 105 ly của Centauro 1. Để giảm trọng lượng, tháp pháo được làm bằng nhôm, bổ sung các chi tiết composite. Trên đỉnh tháp pháo được gắn một hệ thống vũ khí điều khiển từ xa có trọng lượng 125 kg, 150 kg hoặc 145 kg tùy thuộc vào vũ khí được lắp đặt. Có thể là súng máy MG3 hoặc MG42-59 cỡ 7,62 ly với 1.000 viên đạn, Browning M2HB cỡ 12,7 ly với 400 viên đạn, hoặc súng phóng lựu tự động Sako MK-19 cỡ 40 ly với 70 viên đạn. Đạn cho vũ khí đồng trục có thể là súng máy MG42-59 hoặc phiên bản Rheinmetall MG3 hoặc súng máy Browning M2HB khoảng 1.250 viên đạn 7,62 ly hoặc là 750 viên đạn 12,7 ly. Đối với tháp pháo thế hệ mới nhất này, các hoạt động phát hiện và giám sát cũng như điều khiển hỏa lực từ xa được thực hiện bởi một hệ thống phát hiện mô đun bao gồm camera TV, camera hồng ngoại để nhìn ban đêm và máy đo xa laser. Để tăng khả năng bảo vệ, một hệ thống gồm 4 bộ khuếch đại nhiễu được sử dụng để làm nhiễu sóng liên lạc không dây nhằm ngăn chặn việc kích hoạt từ xa của thiết bị nổ tự chế điều khiển bằng sóng vô tuyến. Các hệ thống phòng thủ thụ động khác bao gồm 8 cửa phun khói 80 ly được bố trí thành 2 cụm ở hai bên tháp pháo và 16 quả đạn khói cỡ 80 ly. Một số cảm biến nhận cảnh báo bằng laser 360 độ. Từ năm 2012, Nga đã đặt mua của Ý 2 mẫu xe tăng Centauro để mang về thử nghiệm. Khi đó, truyền thông Nga đua nhau đưa tin rầm rộ về sự kiện, tạo cảm giác Nga sẽ sớm ký hợp đồng mua hàng loạt Centauro, hợp tác sản xuất hoặc là mua giấy phép từ nhà sản xuất của Ý là Otomelara. Vào tháng 5 năm 2012, hai mẫu đầu tiên, cũng là duy nhất, đã được đưa về cảng Novorossiysk của Nga và sau đó được đưa về ngoại ô Moscow để thử nghiệm. Trong hai mẫu xe này, một chiếc xe được trang bị cỡ nòng 120 ly, xe còn lại trang bị pháo cỡ nòng 105 ly. Người Ý gọi Centauro là xe bánh hơi diệt tăng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng loại xe tăng này không có vỏ thép đáng tin cậy. Thực tế, khi tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình ở châu Phi đã chứng minh điều này, khi vỏ giáp của Centauro dễ dàng bị xuyên thủng bởi các loại đạn đại liên và lựu đạn. Dù các xe sản xuất sau này đã được tăng cường vỏ giáp nhưng không mấy hiệu quả. Các chuyên gia quân sự thậm chí còn cho rằng Centauro trở thành những miếng mồi ngon trong điều kiện tác chiến trong thành phố, một loại hình mà nhiều khả năng Nga phải đối mặt trong tương lai. Nhiều chuyên gia Nga đã lên tiếng phản đối thương vụ Centauro vì cho rằng nó hoàn toàn không phù hợp. Với những nhược điểm như vậy, tại sao Nga vẫn quyết định mua Centauro và giấy phép sản xuất loại xe tăng này? Các chuyên gia Nga đã đưa ra một số lý giải sau đây. Việc mua Centauro hoàn toàn phù hợp với định hướng của Bộ Quốc phòng Nga về việc tăng cường mua các loại vũ khí trang bị quân sự tiên tiến của nước ngoài, trong đó có phương Tây. Với cách tiếp cận này, các chuyên gia cho rằng mục đích thực sự của Nga khi mua Centauro là để mang về cải tiến. Nga sẽ không sử dụng nguyên bản loại xe này, mà sẽ tiến hành hiện đại hóa để phù hợp với điều kiện tác chiến của Nga, đặc biệt là ở Bắc Caucasus. Mặc dù vậy, trong câu chuyện của Centauro ẩn chứa những khúc mắc ngay ở trong nội bộ giới quân sự Nga. Ngay từ khi Centauro được đưa về Nga, đã có ý kiến không loại trừ khả năng rửa tiền của một nhóm lợi ích. Theo đó, việc rửa tiền ở nước ngoài dễ dàng hơn nhiều so với việc mua vũ khí trang thiết bị của các công ty Nga. Tuy nhiên, người Nga cũng tỏ ra tinh quái và giữ đường lùi trong vụ hợp tác này với Ý, bởi truyền thông Nga cũng đồng thời cho đăng tải phân tích về khả năng Nga sẽ rút lui, rằng Nga chỉ mua Centauro để về chạy thử nghiệm và học hỏi công nghệ sản xuất. Đúng như dự đoán, ông Yuri Borisov tuyên bố vào ngày 2 tháng 6 năm 2014 trên cương vị Thứ trưởng Quốc phòng Nga. Ông này đã chính thức công khai việc chấm dứt hợp tác giữa Nga và Ý đối với mẫu xe tăng bánh hơi Centauro. Vị Thứ trưởng này cho biết Nga sẽ áp dụng kinh nghiệm của Ý, song sẽ tự sản xuất loại xe tăng bánh hơi này. Ông Borisov được RIA dẫn lời nói, trên cơ sở phân tích những khả năng kỹ thuật của mẫu xe tăng này, chúng tôi có thể đề ra những yêu cầu đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga và tôi tin rằng họ có đủ năng lực để thực hiện nó. Theo ông Borisov, ngành chế tạo xe thiết giáp của Nga đã nâng cao đáng kể năng lực trong thời gian qua. Tuy nhiên, phía Nga có thể sẽ tham vấn bổ sung phía Ý để chế tạo mẫu xe tương tự như Centauro. Diễn giải một cách dễ hiểu thì phát biểu của ông Borisov có nghĩa là sau khi nghiên cứu kỹ Centauro, chúng tôi thấy có thừa sức chế tạo mẫu xe tăng như thế này, nên không cần hợp tác với Italy nữa. Nga dường như đã áp dụng chiêu thức kiểu Trung Quốc, đó là kiểu ký hợp đồng mua với số lượng ít, dùng truyền thông phô trương tạo dư luận và kỳ vọng cho đối tác về khả năng sẽ tiếp tục mua hàng. Sau khi nghiên cứu sao chép công nghệ sẽ dừng hợp tác. Trước đây thì Nga luôn là nạn nhân của nạn ăn cắp công nghệ quốc phòng. Song nước này đang áp dụng đúng bài học với các nước khác. Trong trường hợp này là với Italia. Từ năm 2018, 10 nguyên mẫu đã trải qua 20 bài kiểm tra chống mìn hoặc chống IED. Tháp pháo và thân xe cũng đã được thử nghiệm chống lại vũ khí bộ binh và pháo hạng nhẹ với kết quả rất khả quan. Sau khi thử nghiệm, quân đội Ý đã ký hợp đồng đặt hàng 86 chiếc, có thể tăng thêm 10 chiếc xe Centauro 2 cùng với hỗ trợ hậu cần toàn diện và bảo hành trong 10 năm và sẽ nâng tổng số xe lên đến 150 chiếc vào năm 2022. Đáng nói, theo một quyết định sơ bộ được đưa ra vào tháng 4 năm 2020, Italia có kế hoạch đặt hàng lô đầu tiên gồm 40 chiếc, nhưng hợp đồng chính thức vừa được ký với số lượng lớn hơn đáng kể, hơn một nửa tổng nhu cầu của quân đội Ý. Ước tính 150 xe và tổng chi phí của toàn bộ chương trình là hơn 1,5 tỷ euro cho giai đoạn đến năm 2030. Centauro 2 là dòng xe tăng bánh lốp hàng đầu thế giới hiện nay. Quý vị có nhận định gì về dòng xe này? Hãy chia sẻ ý kiến và góp ý dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Tin Hot 247. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!